Đó. Nam mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Mô Phật. Nó mô Phật được không Gân? Sáu này Gân. Được hả? Kêu nó mô Phật thứ hai. Nhồng hả cô? Tiếng. Mô Phật đó. Đó. Mô Phật. Rồi đâu cái nhà. Mẹ ơi con ăn mẹ nhất. Mẹ ơi con thương mẹ nhất. Nói chuyện như con người vậy trời. Bởi vậy cái gì tánh linh người vật dẫn động ha, tuy không biết nói mà lòng biết nghe, mà này biết nói luôn. Cái này người ta dạy nó hay sao thế? Ủa thím dạy chứ không phải là người khác huấn luyện hả? À vậy hả? Từ cái lúc mà nó biết ăn đó ha. À cái gì nói gì nói lại coi. À mô Phật. Rồi đâu đấy nhà. Mẹ ơi con thương mẹ nhất. Mẹ ơi con thương mẹ nhất. Trời ơi nói chuyện gì trời dễ thương. Rồi đâu đấy nhà. Cái gì cái gì. Ai mua dây chuyền cà gá? Tại nhà bán vàng đó mọi người. Nhà của Thiến nó bán vàng. Mấy mẫu ngôi nhà đâu. Cái gì? Hả nói gì? Con này nó ăn là ăn cái gì Thiến? Mấy mẫu ngôi nhà đâu. À đâu nhà. Gì nói gì? À mời ăn cơm hả về hả? Mô Phật. Mô Phật. Không ngon nghe. Ôi trời nó nghe thiếu nói chuyện à. Cảm ơn. Cơm hả về. Nó sức con kia mà cô. Dạ. Cô. Cô nghe. Ừ. Này có cô. Nói con chim cô. Chó này. Chó nuôi cho mình. Em mua dây chuyền gà gá. Mô Phật. Mô Phật. Mô Phật ơi. Đâu cái nhà. Rồi cơm hay về. Mô Phật. Mô Phật.